Thưa quý vị và các bạn, theo người dân địa phương thì mùa vàng Tây Bắc đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 9 đến gần cuối tháng 10, khi mà những dải lúa đã ngả sang màu vàng óng ánh và người dân đã bắt đầu vào mùa gặt. Thời tiết sắp vào đông, trời hanh, khô ráo, không có mưa, rất thuận tiện cho một chuyến du lịch để chúng ta cùng khám phá mùa vàng, đúng không ạ? Vâng, và để có thể đáp ứng được nhu cầu này của đông đảo du khách và đặc biệt là các khách hàng đến từ khu vực miền Trung và Nam Bộ ít có cơ hội được đến với Tây Bắc, thì hãng hàng không Vietjet Air đã có rất nhiều các chương trình ưu đãi dành riêng cho các khách hàng tham gia tour khám phá du lịch Tây Bắc hay là tận hưởng sắc thu của các tỉnh phía Bắc. Trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý khán giả hãy cùng theo chân các du khách của hãng hàng không Vietjet Air khám phá phong cảnh sơn thủy hữu tình, lòng hồ thủy điện Na Hang của tỉnh Tuyên Quang. Không quá xa, địa hình di chuyển tương đối thuận lợi. Huyện Na Hang của tỉnh Tuyên Quang có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Trong số đó, phải kể đến du lịch lòng hồ thủy điện Na Hang. Được ví như Hạ Long trên cạn, lòng hồ thủy điện Na Hang có diện tích mặt nước rộng lớn trên 8.000 ha, cùng 99 ngọn núi hùng vĩ bao quanh, với muôn vàn những hình dáng độc đáo, khác biệt, tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Và với những người cựu chiến binh như ông Quang, kỷ niệm về mảnh đất này với ông vẫn hết sức đặc biệt. Bây giờ thực sự là chúng tôi không thể nào hình dung ra cách đây hơn 40 năm. Thì đến bây giờ tất cả mọi thứ là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đã từng là huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh Tuyên Quang, nhờ việc phát triển du lịch mang lại ý nghĩa rất lớn đối với quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cũng như gây dựng sinh kế cho nhân dân tại địa phương. Tại Na Hang, ngoài du lịch lòng hồ thủy điện, tại xã vùng cao Hồng Thái của huyện với hơn 80 ha ruộng bậc thang trải dài, hay mùa hoa lê vào tháng 3 hàng năm cũng là điểm đến vô cùng thú vị. Na Hang cũng rất vinh dự là được coi như là tổ chức coi như là đăng cai cái thi vòng trung khảo người đẹp Thành Tuyên năm 2022. Và thông qua những cái chương trình này thì cũng thúc đẩy được cái giới thiệu quảng bá tiềm năng của huyện Na Hang cũng như là tỉnh Tuyên Quang với các bạn bè trong nước và ngoài quốc tế. Thông qua các hãng hàng không giá rẻ như Vietjet đã trao cơ hội bay đến cho rất nhiều người. Và đây cũng chính là cơ hội để ông Quang cùng các bạn bè có thể tham quan, trải nghiệm du lịch tại Tây Bắc, lưu giữ thêm những kỷ niệm không thể nào quên. Tôi nghĩ Vietjet đã làm được rất nhiều việc mà các hãng hàng không khác không làm được. Tạo cơ hội cho những cái người rất bình thường cũng có thể có một cái chuyến đi và những cái trải nghiệm không thua gì những cái hãng hàng không 4 năm sau. Để tăng cường khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương trong thời gian tới, huyện Na Hang rất mong muốn các đơn vị như Vietjet có thêm các chương trình hỗ trợ kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo cho nhân dân trong huyện. Vào cái mùa hoa lê nở là trắng hốc cả coi như là cái cánh rừng. Nên chính vì vậy năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái lễ hội hoa lê, tuy nhiên là cấp xã. Năm tới đây thì chúng tôi tổ chức ở quy mô cấp huyện và lớn hơn đấy, trong cái thời gian tới để nhằm thu hút quảng bá giới thiệu về du lịch và cũng khai thác cái tiềm năng lợi thế của địa phương. Phục hồi sau đại dịch, du lịch trong nước đã có bước chuyển mình rất lớn, đánh thức tiềm năng lợi thế của nhiều vùng kinh tế. Cùng với sự hỗ trợ của các hãng hàng không trong việc thúc đẩy du lịch nội địa, hy vọng trong thời gian tới, cùng với Hoàng Su Phì của Hà Giang, Y Tý hay Sapa của Lào Cai, du lịch mùa vàng, mùa hoa lê của xã Hồng Thái hay du lịch lòng hồ thủy điện, khám phá rừng nguyên sinh Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, chắc chắn sẽ trở thành địa điểm quen thuộc đầy thú vị cho du khách trong và ngoài nước.